chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Cuộc thi giọng hát trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2020 đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng đẹp. Lồng ghép đồng bộ nhiều chương trình dự án đầu tư xây dựng tạo nên diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội luật gia tỉnh phối hợp với Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ vừa tổ chức hội nghị tập huấn, chia sẻ kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng chống mua bán người. Tại hội nghị, gần 30 học viên là các tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật thuộc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý tỉnh, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã được trao đổi, chia sẻ các nội dung cơ bản của cuốn sổ tay nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật về phòng chống mua bán người. Thông tin về tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng, tình hình tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân tại địa phương. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật cho các cán bộ cơ sở về mua bán người, các biện pháp hỗ trợ cho nạn nhân và cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng chống mua bán người. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, từng bước thực hiện tốt công tác phòng chống mua bán người tại địa phương. Trung tâm Kiểm định và Phát triển Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu cũng vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi cho 30 hộ dân tại xã Mường Sò, huyện Phong Thổ. Tại buổi tập huấn, cán bộ Trung tâm Kiểm định và Phát triển Khoa học Công nghệ đã giới thiệu về các chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải nói chung và chất thải trong chăn nuôi nói riêng. Quy trình kỹ thuật và phương pháp sử dụng chế phẩm sinh học Hatimix để xử lý mùi hôi chuồng trại. Mục đích của buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về thực trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là những tác hại của chất thải chăn nuôi tới môi trường sống hiện nay, đồng thời giúp cho người dân biết được những lợi ích về việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải chăn nuôi, tăng cường tái sử dụng chất thải chăn nuôi, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các bệnh từ chất thải gây ra. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng tranh tài sôi nổi với hai vòng thi, sơ khảo và trung khảo, cuộc thi giọng hát trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2020 đã khép lại. Với tài năng, đam mê, nỗ lực tập luyện và sự chuẩn bị công phu, 13 thí sinh xuất sắc có độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi đến từ các huyện thành phố trong tỉnh đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng đẹp. Cuộc thi giọng hát trẻ tỉnh Lai Châu năm 2020 được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa, ấn tượng, thu hút được sự tham gia của gần 100 thí sinh đang sinh sống học tập trên địa bàn của tỉnh. 13 thí sinh xuất sắc đã được tuyển chọn bước vào vòng chung kết. Bên cạnh sự trong sáng nhí nhảnh của các thí sinh, nhiều tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư công phu về trang phục, luyện thanh đến phong cách biểu diễn, đảm bảo chất lượng, tính chuyên nghiệp được ban giám khảo đánh giá cao và tạo ấn tượng sâu sắc cho cuộc thi. Cháu tham gia cuộc thi này thì cháu được vào chung kết. Mới đầu thì thầy đã bảo cháu là hát bài Mái Đình Làm Biển. Sau ngày chạy chương trình đến thì cháu đã không hát được bài đấy, nên thầy đã bảo cháu đổi bài và cháu đã đổi sang bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Và khi đó là còn hai ngày còn lại để có thể diễn ra buổi chung kết thì cháu đã phải rất cố gắng tập luyện để có thể hát được như vậy. Dự thi theo hình thức hát đơn ca gồm các dòng nhạc dân gian, trữ tình, trẻ hiện đại. Các ca khúc mang tới cuộc thi mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, gia đình và thầy cô giáo. Hầu hết thí sinh đều được học tập và trau dồi kỹ năng, giọng hát qua các cuộc thi âm nhạc, biểu diễn tự tin, cảm xúc, thể hiện tốt phần thi của mình. Điển hình như giọng hát của em Vừa Thị Linh với ca khúc Hồ Trên Núi, Lý Thanh Lâm với ca khúc Lời Dù. Cháu rất muốn là được thi nhiều cuộc thi để nâng cao giọng hát của mình. Qua bài hát trên thì cháu muốn gửi tới các bạn và các bác là tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường ạ. Giọng hát trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ nhất được xem là bước đầu ấn tượng.
tạo tiền đề cho một cuộc thi mang tính thường niên trong thời gian tới, đồng thời tạo bước đệm tốt để các thí sinh tiếp tục khẳng định mình trên hành trình vươn đến những mục tiêu cao hơn. Không chỉ là cơ hội để các em thể hiện được tài năng của mình, mà còn là dịp để ban tổ chức tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng âm nhạc, tạo tiền đề để xây dựng đội văn nghệ xung kích phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cuộc thi giọng hát trẻ năm lần thứ nhất của tỉnh Lai Châu năm 2020 thì lần đầu tiên được diễn ra, thế nhưng mà với chất lượng thí sinh rất là có sự đầu tư và chất giọng cũng rất là tốt. Ý nghĩa của cuộc thi giọng hát trẻ này thì thứ nhất là tạo một sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu niên lứa tuổi từ 13 đến 18 tuổi. Và qua đấy thì tạo cho các em một sân chơi rất là bổ ích và được giao lưu học hỏi với nhau. Qua đấy thì sẽ chọn ra được những nhân tài có giọng chất giọng tốt để đưa các em đi những cái hội thi của cấp tỉnh với cấp quốc gia. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 2 giải triển vọng cho các thí sinh xuất sắc. Giải nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Lý Thanh Lân ở huyện Tam Đường với ca khúc Lời Du. Cuộc thi này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các thí sinh và những người yêu thích âm nhạc, chắp cánh cho những tài năng âm nhạc tiếp tục bay cao hơn nữa. Chuyển sang các tin tức thời sự khác. Trong tuần, Việt Nam ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, đều là những ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam đã trải qua 79 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Toàn quốc đang có hơn 16.880 người đang cách ly chống dịch. Tại Lai Châu, trong tuần phát hiện 1 ca nghi mắc ở huyện Tân Uyên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Qua giám sát dịch bệnh COVID-19, đến 9 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2020, toàn tỉnh còn 99 người đang thực hiện cách ly chống dịch COVID-19. Tại tỉnh Lai Châu đã kiểm soát tốt được dịch bệnh COVID-19, qua 239 ngày, tỉnh không ghi nhận có ca mắc mới. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi. Đến nay, toàn tỉnh có 982 công trình thủy lợi, trong đó có 852 công trình kiên cố và 130 công trình tạm. Tổng chiều dài kênh mương hiện có là 2.137 km, trong đó có 1.656 km kênh mương kiên cố, 481 kênh tạm. Nhìn chung, hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp kịp thời đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới tiêu, góp phần làm tăng hệ số sử dụng đất và nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Tính đến hết năm 2020, sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt 220.000 tấn. Năm 2020, công tác dân số kế hóa gia đình của tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực, trong đó phải kể đến những kết quả trong công tác giảm sinh con thứ ba. Tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh chiếm 15,8%, giảm 0,3% so với cùng kỳ của năm 2019. Ngành y tế tỉnh đã tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng các mô hình dân số bằng ngân sách địa phương. Tuy nhiên, công tác dân số kế hóa gia đình trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân. Ngoài ra, Lai Châu đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cho vấn đề chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình vay vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sìn Hồ đang quản lý 64 tổ vay vốn, gần 2.000 hộ với số vốn trên 85 tỷ đồng và triển khai trên 14 xã thị trấn. Có thể thấy rằng những năm qua, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, rất nhiều những hội viên phụ nữ đã có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, để làm tốt việc quản lý sử dụng nguồn vốn vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thường xuyên làm công tác kiểm tra giám sát thông qua các tổ vay vốn ở các bản. Việc thường xuyên kiểm tra giám sát góp phần phát huy tốt nguồn vốn vay cũng như tránh việc sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Giào San, huyện Phong Thổ mới chỉ thực hiện được 11 trên 19 tiêu chí. Những năm qua, huyện đã lồng ghép đồng bộ nhiều chương trình dự án đầu tư nên diện mạo nông thôn có sự khởi sắc. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra, xã Giào San còn gặp nhiều khó khăn thử thách. Đến thời điểm này, trong số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã đạt được 11 tiêu chí như quy hoạch, chợ phiên nông thôn, tỷ lệ lao động, văn hóa, thủy lợi, an ninh trật tự xã hội. Cùng với đó, xã có nhiều dân tộc thiểu số với trình độ nhận thức bà con còn hạn chế. Bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất còn hạn chế nên đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay thì xã Giào San đạt 11 trên 19 tiêu chí. Cái vấn đề rất là khó khăn thì báo cáo đồng chí là hiện nay đối với Giào San thì qua cái tỷ lệ nghèo vẫn còn
cao nữa. Đấy, hiện nay vẫn còn chiếm 14,5%. Đấy, cho nên là về cái mức sống và cái thu nhập bình quân thì hiện nay vẫn đang còn chưa đạt theo cái tiêu chí đã đưa ra. Thì trong cái thời gian tới này sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy xây dựng những cái nghị quyết và tăng cường cái công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025 để đạt được những cái chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra trong cái thời gian tới này. Xã Giào San có 13 trên 13 bản, 1.662 hộ và 8.333 nhân khẩu, với 4 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Mông, Giao, Hà Nhì, Kinh. Trong đó dân tộc Mông chiếm 77%. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 14%. Phát triển kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp. Hiện tại một số tuyến đường liên thôn liên bản chưa được bê tông hóa, nên việc giao thương hàng hóa đi lại còn nhiều khó khăn. Đến nay, còn một bản vẫn chưa có đường giao thông đi lại thuận lợi và một số hộ gia đình ở bản sành sảng, thiếu nước sinh hoạt. Trong thời gian qua cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đầu tư nhiều, được đi lại thuận tiện hơn. Nhưng tôi thấy xây bể nước không có nước vào, mong được các cấp giúp đỡ để bản chúng tôi có nước sinh hoạt. Để hoàn thành các tiêu chí khó đạt, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền của xã cũng đưa ra các giải pháp cho từng tiêu chí, trong đó thì tập trung vào các tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư hệ thống giao thông và cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí này đối với một xã khó khăn như Giào San, ngoài sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành để xã Giào San sớm hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, mặc dù công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, tại huyện Sìn Hồ, công tác này vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Để quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nhóm phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thọ Trung, bí thư huyện ủy huyện Sìn Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa đồng chí có thể cho biết cái việc phát triển đảng viên nữ ở đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn huyện Sìn Hồ trong cái thời gian vừa qua đã thực hiện như thế nào? Sìn Hồ là một cái huyện vùng cao biên giới, cho nên việc thực hiện nhiệm vụ nói chung cũng còn có rất nhiều khó khăn. Trong đó có cái nhiệm vụ về phát triển các cái tổ chức đảng và đảng viên. Tuy nhiên là trong nhiệm kỳ vừa qua thì ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như ban thường vụ huyện ủy đã luôn quan tâm và bằng nhiều cái giải pháp để chỉ đạo thực hiện. Do đó thì trong nhiệm kỳ 2015-2020 thì Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.059 đảng viên, trong đó là có 701 đảng viên là người dân tộc thiểu số và trong đó có 402 đảng viên nữ. Trên cơ sở cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ khóa 17 thì tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18 cũng đã xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ phấn đấu kết nạp mỗi năm 150 đảng viên mới. Như vậy là cả nhiệm kỳ tương đương khoảng 750 đảng viên mới nữa. Vâng, thưa đồng chí có thể nói rõ hơn về cái việc kết nạp đảng viên nữ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp những cái khó khăn như thế nào? Cái khó khăn ở đây lớn nhất đó là thứ nhất là phong tục tập quán truyền thống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số là thường là con gái thì các hộ gia đình, các bậc phụ huynh là ít cho đi học ở các bậc học cao hơn, cho nên là cái tiêu chuẩn để kết nạp vào đảng ít nhất phải được tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên. Đây là một trong những cái khó khăn. Thứ hai là cái tập quán khó nữa, đó là chưa thay đổi được một cách nhanh chóng, đó là cái nạn tảo hôn thì cháu gái nữ ở cái vùng cho các cháu nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì thường lập gia đình sớm, cho nên là khi đã lập gia đình thì cái sự phấn đấu để mà vào đảng là càng gặp khó khăn hơn nữa. Cho nên đây là những cái rào cản và khó khăn cho cái công tác phát triển đảng. Vâng, thưa đồng chí, với những cái khó khăn mà đồng chí vừa nêu thì Đảng bộ huyện Sìn Hồ có những cái giải pháp như thế nào? Với những cái hạn chế khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua đó là cái việc mà kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nó gặp nhiều khó khăn. Vậy cho nên là trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã đề ra một số các cái nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho các cái đảng bộ khu vực các xã thị trấn. Thứ nhất là phải tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về các cái chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và trong đó coi trọng cái việc mà tuyên truyền về luật bình đẳng giới,
để xác định cho các đồng chí đứng đầu cấp ủy các xã cũng như là các đồng chí bí thư chi bộ các bản phải có cái nhận thức đúng đắn về luật bình đẳng giới. Thứ hai nữa là giao cho các cái chi bộ đảng ở cơ sở là phải sớm phát hiện cái nguồn đó là các quần chúng ưu tú là nữ ở thôn bản để bồi dưỡng từ sớm khi các cháu còn đang ngồi ở trên bậc học phổ thông ở các cái bậc học của trung học cơ sở là phải phát hiện sớm để bồi dưỡng rèn luyện và giác ngộ để tạo cái nguồn để kết nạp từ sớm. Thứ ba nữa là phải giao bằng chỉ tiêu cụ thể cho các cái đảng bộ các xã để phấn đấu quyết tâm, có như vậy thì mới có thể đạt được cái chỉ tiêu về phát triển đảng viên nữ, nhất là đảng viên nữ ở khu vực các cái chi bộ bản, nhưng mà những cái bản khó khăn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn.